Để học sinh được trở lại trường học tập trung an toàn theo từng cấp độ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thực hiện mạnh mẽ hơn nữa, những chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết 128. Những địa bàn thuộc cấp độ dịch 1 và 2, địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh, kể cả trẻ mầm non được đi học trực tiếp. Trẻ đến trường phải được an toàn và được hỗ trợ để thích ứng môi trường học tập mới sau nhiều tháng dài dạy học trực tiếp, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của học sinh. Các kế hoạch phòng chống dịch trong cơ sở giáo dục cần được xây dựng lại để phù hợp với thực tế hiện nay khi chính phủ đã ban hành nghị quyết 128.